Nhà tạm bị trơn trượt này hả, gạch trơn trượt này đúng đấy, trượt trơn trượt lắm. Dùng dùng gì chống trơn trượt này nha, nước ngoài hả? Bên em chỉ hàng nhập khẩu thôi. Đây là cái nhập khẩu phân phối à? Vâng. Toàn tiếng Việt không? Thì về đây phải dịch cái tiếng Việt chứ. Chứ bây giờ mà để ra tiếng Anh cũng thì lỗi. Đủ tí thôi. Đây để tầm 10-15 phút. À bồi lên chứ. Ai biết? Thế sao 5 năm cái gì? Hả? Được 5 năm rồi. Được 5 năm đấy. Quét cái này cũng quét là lớp được không, hay là quét một lớp không? Một lớp thôi. Vậy dùng một chai này, dùng quét cả nhà này. Cũng được 10 mét vuông. Một chai 10 mét vuông hả? Đây gì nè, thế này. Ôi hiệu quả đấy. Được, ướt vẫn được. Phút sau đổi nước thì rửa nước thì là. Nhưng mà sạch nó hơi ướt được không? Không vấn đề gì đâu. À, vẫn được, vẫn được. Cháu chim làm cái bể bơi mà. Nhưng mà sàn rồi hơi ra còn hơi ướt vẫn được rồi. Vâng, không vấn đề gì đâu. Rồi. Tại vì được cái này nó không tiếp xúc với nước mà. Đây rồi. Còn một cái can này 10 lít đồng thì trừ trên bao nhiêu mét vuông? 10 mét vuông. 10 mét vuông. Là nhất là cầu thang có hiệu quả, nếu mà cầu thang đá là thì đúng hiệu quả. Sao nguy hiểm lắm, người trên cái nhà ngoài cũng chơi đá cho nó đẹp, vậy là đá đẹp đi. Đúng rồi. Còn giá thành của một con là bao nhiêu? 550.000 đúng không ạ? 550.000. Vâng. Một hộp đấy, một hộp. 10 mét vuông được không? Bây giờ lát đá thì lát đá chống trơn thì 10 mét vuông bao nhiêu tiền rồi? Mà tôi cũng thở xi măng nó đục nhà nữa. Cái này thì nó không phải là như vậy. Không ai chơi cái trái nào. Mình tính vậy cũng không được. Mà sao vậy? Có cái thằng trong đấy dính luôn. Dính đấy nó cũng có đấy. Nhưng mà không đem vào đấy. Cái đồ này nó sử dụng đấy, không đem vào đấy. Cái nước này nó hiệu quả hơn gì? Thật ra là cái thảm á, nếu mà là cái thảm giống như thế là bên chị ấy, nó không phải là cái thảm. Mà nó khổ của nó to nhất là 100. À. Còn khổ bé nhất của nó là 50 phân ấy. À rồi. Nó ốp lên thôi. Thì nó sẽ dán chặt ở đấy. Và cái thảm đấy là nó sẽ cái thảm đấy nó tạo cái nhám nhám ấy đi, nó không trơn. Nó rất hiệu quả cho các tàu.